Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm một công thức làm bánh quy nữa, đó là bánh quy hạt điều. Bánh quy này cũng giống như các công thức khác đều rất là đơn giản và dễ làm, mời các bạn cùng tham khảo. Mình sẽ dùng 60g hạt điều rang muối, xoay nhuyễn nó ra. Các bạn xay cho đến khi thấy nó vừa mịn là được. Tiếp theo mình sẽ rây sẵn 230g bột mì đa dụng, thêm 70g đường bột, 60g hạt điều xay. Trộn hỗn hợp này lên cho nó thật đều. Sau đó mình cho vào 100g bơ lạc đã cắt nhỏ, mình dùng tay và mình bóp cho nó tan đều với bột. Khi thấy bơ nó đã hòa lẫn ra hết thì mình cho thêm 70g sữa tươi không đường. Tiếp tục trộn cho nó thấm đều. Lúc này hỗn hợp của mình nó sẽ dính lại thành một khối dẻo như vậy. Mình bọc nó lại cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 đến 45 phút. Sau 30 phút thì mình cho bột ra ngoài, mình chia thành từng phần nhỏ để cán cho nó dễ. Trước tiên các bạn ấn cho cái bột nó dẹt ra một xíu. Sau đó mình cán mỏng ra sao cho độ dày của miếng bột nó khoảng 0,3cm là được. Cán xong mình dùng khuôn nhấn tạo hình cho bánh. Các bạn lưu ý ở phần cán bột thì mình đừng nên cán quá mỏng vì nó sẽ làm bánh nhanh bị cháy nha. Tạo hình xong thì mình cho bánh lên khay nướng. Sau đó mình dùng một cái nĩa mình tạo những cái lỗ ở phía trên mặt bánh như vậy. Mình cho khay bánh vào rãnh giữa của lò. Ở đây mình nướng 170 độ trong khoảng 20 đến 30 phút. Các bạn nhớ làm nóng lò trước 10 phút nha. Mình canh cho đến khi thấy bánh vàng như thế này là được. Bánh sau khi nướng xong mình để bên ngoài một lát thì nó sẽ rất giòn. Bánh này ngoài thơm bơ thì nó còn rất thơm mùi hạt điều. Các bạn hãy cùng làm cho gia đình mình thưởng thức nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.